sao lại nhìn nhìn bên em thì lại cũng không để ý lắm đâu, nhưng mà cứ xem cái tóc của anh thôi. Đến lúc mà xem nhiều quá rồi thì bảo chán quá, nó kiểu gì thì mẹ quay ra nhà anh. Lúc em dậy rằng du 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 ấy, thì anh lại nhìn thấy là dậy, em dậy rất là kỹ mà dậy từng cách cái lược, từng cách hướng dẫn cắt vào đâu, phần vào tai, kéo cái tai xuống để làm gì, để cho nó đỡ vướng cái tai mình trải lên như này đấy, xong bắt đầu lên dần trên kia chưa. Cái phần chỗ tai đấy thì mình lại trải ngang như này, còn từ cái phần này đi là mình đi dọc được như này, phần này mình trải ngang như này. Thế là cầm tai chỉnh như nào đấy thì anh cũng học qua đấy, thì lúc mà thì quyết định thì lúc quyết định như kiểu là có người như kiểu có cái người như đẩy mình, có như đến đây này, như kiểu có duyên ấy, chẳng hiểu sao có người như mình đẩy mình đến đây. Đang định thì gọi điện cho Quỳnh Anh, chẳng hiểu sao lại gọi điện cho em. Như dạng như kiểu có người hữu duyên thì gọi điện cho em, thì lúc gọi điện cho em thì cảm thấy cầm điện thoại run. Tại vì anh nhìn qua cái cửa hàng của em ấy, nhiều, tại vì nhiều kiểu thanh niên mà xăm trổ anh lại rất ngại. Lại xăm trổ xong lại cả nhìn mặt Thiệu ấy, nó hơi lì. Thế lại nhìn mặt mấy người thì cũng dạng lì, cũng sợ. Nhưng qua một ngày hôm sau, qua ngày đấy, ngày hôm sau nữa thì có ông cậu ông bảo chúng mày gọi điện chưa? Ở cháu nó lại phải nói dối, bảo cháu gọi điện rồi. Ông cứ dục đi học. Lúc đến ba ngày thứ ba bắt đầu quyết định gọi cho em, thì lúc gọi cho em mà 2:30 ấy thì gọi điện thì mở mồm nói mà chân cứ run. Thì lúc gọi điện hẹn em thì có qua đây thì nhìn đi, phải anh phải lượn qua đây mấy lần anh mới dám vào. Lượn qua nhìn thấy đông quá mà lại toàn đầu trọc. Anh lại sợ lúc vào xong rồi cái gì thì mới thấy anh em thì cũng gọi là hòa đồng, thì anh cũng chỉ thích là hòa đồng với anh em cho nó tình cảm vui vẻ thôi. Thì vào đấy thì anh gặp em thì lúc là đúng thật là anh cũng vào đây là học là cũng là xứng đáng, là học thấy em dạy rất tốt, nhiệt tình, mà anh cũng là công nhận em là cũng nói thật trong lòng là em là người là tốt, rất là đồng hòa. Nói chung là rất là một ai mà em nghĩ những người đến đây là toàn những người tốt, em thấy toàn những người này tốt. Cái ngày đầu anh đến đây em thấy anh rất là run. Đúng rồi. Thế anh ngồi nói chuyện với em, anh thấy em này lớn tuổi này, xong ngồi nói chuyện mình run cầm cập, nói run nó nói câu nào run câu đấy, run cầm cập. Cho mình nghĩ là làm xây dựng mà bây giờ quyết định đi học thì là mình phải như thế nào.